tu sĩ Nam Tông hành tam quy bằng miệng lưỡi, đời sống họ chẳng giống Phật chút nào. Ăn uống phi thời, ăn thịt chúng sanh, dựa vào các bộ lực phi lực của người đời sau, nên không có giới, nên không có giới lý rõ ràng, giới hành rõ ràng. Nghĩa là cái giới lý của họ nó không có rõ ràng, nó phá chỗ này, nó chắc chỗ kia, nó không có rõ ràng. Giới hành cũng không có rõ ràng, nghĩa là nó không có cái giới hành nữa, làm cho người tu thiền Nam Tông sanh ra các loại thiền ngớ ngẩn, chẳng biết cách thức nhập định như thế này như thế khác. Tự kiến giải đại, tự kiến giải ra loại thiền minh sắc tuệ. Đó thì quý thầy có đọc cái thiền minh sắc tuệ không? Ông ta Phật dạy hít vô tôi biết hơi thở vô, thở ra tôi biết hơi thở vô. Ông ta dạy biểu phình sọp, phình sọp. Nếu mà cái tập trung cái bụng mà vừa hình lên sọp xuống kiểu này, ít bữa cái bụng nó thành cái trống chầu rồi nè. Để cho mấy ông làm xã họ đánh đặng mà rước thần. Rồi tu chẳng tới đâu hết. Rồi cái minh sát ra, minh sát là vô thường, khổ, vô ngã. Đó là những cái mà không hiểu được cái đường lối của Đạo Phật. Cho nên từ cái chỗ tu ức chế tâm bằng cách nương theo cái bụng lên xuống, gọi là phình sọp đó. Phình sọp rước nó chắc là nó thành cái trống. Cho nên do những cái không hiểu Phật Pháp, rồi dựa vào những cái kiến giải quá tầm thường, mà những cái bài kinh của Phật mà bên Nam Tông họ viết rất nhiều. Kinh sách họ đâu có phải như mình đâu, bán đầy chợ đầy búa hết, loại nào cũng có hết. Lấy định vô lậu và định niệm hơi thở câu hữu không đúng cách, lấy tứ niệm xứ làm thiền quán, thiền quán sai, chẳng rõ trong tứ niệm xứ, lấy tứ niệm xứ làm thiền quán sai, chẳng rõ trong tứ niệm xứ có ba tướng: nhân tướng, hành tướng và đặc tướng. Biến tứ niệm xứ thành lại thiền quán, thành lại thiền quán sai bét. Họ chẳng biết tứ niệm xứ là niệm lực, mà còn niệm thì làm sao gọi là thiền. Vậy mà họ gọi là tứ niệm xứ là trái tim thiền định. Đó, họ đặt cái tên của tứ niệm xứ là trái tim thiền định. Quý thầy nghĩ sao? Không thấu rõ giới hành của Phật, biến giới hành thành pháp môn thiền định, cho nên không thể nhập được bốn thánh định của Đạo Phật. Tu thiền của Phật giáo Nguyên Thủy mà họ chứng riết là thành thiền tâm hết ráo. Nó thì những cái trạng thái và những cái mà cái bài pháp của họ qua những kinh nghiệm họ để lại, những cái lời tự thuật của họ, của những vị thiền sư này, thầy được đọc thầy thấy toàn là thứ không hiểu Phật pháp. Kiến giải là tu hành, Phật dạy cái lộ trình thiền định như thế nào để đi đến nó. Họ không chịu ly dục ly bất thiện pháp, họ không chịu rời ăn thịt ăn thịt máu chúng sanh, mà họ làm sao họ ly được cái ác pháp được không? Cho nên làm sao cái ác pháp ngay trong miệng họ, họ nuôi cái tà mạng họ bằng xương máu chúng sanh, mà họ gọi là họ ly cái gì? Mà Phật dạy ly dục ly bất thiện pháp là ác pháp gì, mà hàng ngày họ ăn những cái ác pháp làm sao họ ly? Mà họ không ly thì làm sao có định được? Cho nên ba cái định này đều là ba cái định tưởng của họ, họ tưởng ra, họ vẽ ra, họ dạy bây giờ kinh sách họ ở bên nước họ mà đem qua Việt Nam bán đầy chợ. Thử hỏi quý thầy có kinh đó không? Nào là trái tim thiền định, nào là thiền minh sắc tuệ, ở trong chùa nào của mình bây giờ cũng có hết chứ đừng nói. Bây giờ cư sĩ các con cũng có, coi như là các con cũng đọc nhạo hết mấy cái thứ đó rồi chứ không phải là không. Còn bao nhiêu đã đặt ra, nào là thiền quán 31, 38 ngày gì, nội tu 34, 31 ngày là nhập định. Trời ơi, thiền gì mà nhập mau chứ vậy? Nói sao mà nói giọng ngữ đến cái mức độ thầy không ngỡ được. Phật pháp gì mà cái chuyện mà dạy kỳ vậy? Nội cái ly dục, ly bất thiện pháp không nhập cái sơ thiền không, gần chết người ta rồi. Họ hở ra chút thì nó có ham muốn cái này, họ hở ra chút thì nó sanh ra ác pháp, giận hờn, thương ghét đủ thứ ở trong này. Biểu ly có bao nhiêu đó mà ly không được, còn ở đó mà nhiếp tâm mà định cái gì? Nó thì nói cho hết để cho quý thầy thấy được cái con đường Phật pháp bây giờ nó lộn xộn, nó ngào sà ngầu hết, nó không có cái đầu chẳng ra đuôi, đuôi chẳng ra đầu. Che giấu vô sự vô minh, che giấu sự vô minh, họ bảo đời mạt pháp không ai nhập định được. Họ không nhận ra được định là do ly dục ly ác pháp mà tâm có định. Vì thế mọi pháp hành thiền định của họ toàn là thứ ức chế tâm và nén tâm, cho nên tu hành chẳng đi đến đâu, rất uổng phí đời tu hành, rồi đây sẽ xa địa ngục,
cả đám để trả nợ máu xương của chúng sanh. Luật nhân quả không tha từ một ông nào. Phước hết thì quả đến, sanh thiên còn phải đọa xuống địa ngục, huống là các ông. À, thì ở đây thầy nói như vậy để cho quý thầy biết rằng Phật giáo bây giờ nó không có cái lối mà chúng ta hiểu biết với các ông thầy này đâu. Bên Nam Tông cũng như là bên Bắc Tông của chúng ta, chẳng ai mà có thể nói rằng thầy không phải hơn ai hết. Nhưng mà phải dựa vào trong kinh sách của Phật, nguyên thủy hẳn hòi gốc nói ra, chứ thầy không có hơn ai hết. Nhưng mà thầy nói là thầy nói qua cái chỗ mà thầy đã có cái kinh nghiệm biết được cái chỗ đó. Từ 10 năm ở trong giữ gìn giới hạnh nghiêm túc cho đến ngày hôm nay được những chút đỉnh thiền định, làm chủ được cái sống chết của mình, thầy mới dám nói lời này. Nếu không được vậy chẳng dám nói ai hết. Vì mình nói như vậy mình biết mình có đúng hay sai, mình có làm được không. Đây rồi mình xa xuống địa ngục làm sao. Nói người ta mai mốt mình ngắt gió, mình nằm đó mình lăn lộn ở trên giường bệnh, chúng nó cười mình á. Còn bây giờ mình làm được, mình dám nói, mình dám nói để rồi mai mốt mình có chết đi á, thì người ta không thấy ông thầy này ông nói được chứ, ông cũng làm được đây, người ta còn tin chút mình nói đúng. Còn không khéo mình nói cho giữ đi, rồi tới chừng đó nhăn răng méo miệng hả họng, ta chở nhà thương mổ xẻ từng tấm da, lúc bây giờ người ta cười. Phải biết cái chỗ nói mình nói chứ, mình nói mình phải làm sao cho được mình mới dám nói. Nói mà nó mạnh như thế này á mà làm không được chúng còn xé xác mình nữa. Ông nói giỏi bao nhiêu ông thầy vô nhà thương, ông nói giỏi bây giờ ông làm đi coi coi, đập ông ấy chứ, phải không? Đó là cái hẳn nhiên, bởi vì nhân nào thì quả quả nấy à. Mà mình nói mình làm được chẳng sợ ông nào.